好汉，好有锅，我操，给连着。开咋了？哎呦我天！Mày đấm đi anh ơi. Con kia trúng rồi mà bay à? Chết quèo. Em Cường hạ con với cá nha các bạn. Con này mới tắm xong, sạch ghê. Bắn trúng rồi. Con đó là trúng đầu rồi, nó không bay được nữa. Con nào trúng người á là nó. Rồi sao anh đang ở đây nhầm được hai con nhanh. Em bắn đầu không phải không? Bắn đầu nó mới ấy chứ bắn người là nó. Hai con này các bạn. Tìm bắn tiếp rồi. Con này vui ghê. Đây, hai con này vui này. Còn đôi cũng trúng luôn rồi các bạn. Trúng mà nó còn dễ được. Hả? Nó chui xuống lỗ hết à? Trúng xong chui xuống lỗ. Anh Đằng đây nè, anh Đằng anh này được. Thấy chưa? Còn như thấy chưa? Chỉ anh Đằng. Đó, con đó đó. Mày. Mấy cái con bên trên nhà đi chứ. Đây này, con bên trên đi rồi. Con nó chết rồi, à, chưa chết. Đó. Con nó chết rồi. Rồi. Con. Nhảy tứng lên luôn. Cái con đó anh bồi thêm đi anh Cường, nó chạy được đó. Cái con anh mới bắn đó. Nó không chạy được đâu anh Đằng ơi, vào đây cứu con này đi. Cứu lại được á? Nó ghim người, con này nó ghim người rồi mà. Ông đi. Rồi. Anh Đằng đuổi nó hết rồi. Nhớ qua lụm cái phi nha. Nhảy xuống cái nó chạy hết luôn rồi. Hồi nãy em tính bắn con phi đó rồi đó. Nhưng mà em suy nghĩ lại để cho xong. Anh Đằng suy nghĩ nông cạn. Không, mình quá thấy năm rồi chết mùi phí nữa không? Em đã đi qua đây được rồi. Ai bảo? Đừng. Đấy, hai con.
mình làm hai con này nhá. Ê, ở dưới nước cũng có kìa. Rồi, xong. Một con. Con gần kìa anh Cường. À, con kia lúc trước thì không nó chui lỗ kìa. Con kia đơ bắn chắc đơ được. Mày đưa cái đít xu làm gì? Ê, con kia tóc. Đến đó. Rồi, hai con anh đằng. Hai con. Phải lùm con đó không nó chạy á. Lùm đi hai con đi anh, được rồi anh đằng ơi. Hai con. Lỗ Peter với lỗ anh Cường nghe thấy ghê vậy. Ơ, nó chạy. Ngoài đây. Đó, đó, vô. Đó, góc đó đó. Không coi ông rửa con gì đó. Có gì? Con có thể mà. Một bên bự, một bên nhỏ. Giống như kiểu là này, cầm ngay đây này. Cầm cái càng này gãy. Hứa này. Cầm ngay mình nè, nó kẹp không được đó. Kẹp được á ông nội. Kẹp đau lắm đó. U căng vừa nha, con này cho vào sổ đi. Ờ, cho vô đi. Không thể bỏ con này được, nhìn là lạ. Đi. Cái đâu bên đây có con. Thấy chưa, con này kinh điển này. Rồi. Tao me hoài tao mới bắn được mày ấy, con cửa khó. Rồi, rồi sao? Hả? Anh Đăng ơi, nó đang búa cột ở trong mày đấy anh Đăng ơi. Ừ, núi bắn trong cái lỗ á. Đang lỗ thôi. Đang búa cột nữa. Núi búa cột sao lỗ lỗ luôn. Nó rớt vô cái nó lắc. Í í. Cái bài hát của Thái Lan. Ui ui. Á quá bự. Á thằng ngoài đứng nghe bên tân hôn của hai bên kia. Ôi, đâu to. Chúc mừng bé. Kinh điển chưa? Nhìn vậy mà cũng khá giả lắm. Ôi con trời, bắn bữa rồi đó. Đâu ăn thêm nữa là hơn. Anh đang khoan đã xuống nha. Xuống nó chạy mất hết á. Bắn cho đã đó. Con gần này một con. Ê. Ủa sao nó xuống lỗ được? Ê cái lỗ tin đứng mà xuống. Ê con này bự nè. Rồi trúng đầu đó. Thì ghê không? Ê xuống gì vậy? Chắc chưa? Đâu? Con trong vũng đó hả? Trên đó đang nằm á, chết rồi. Ồ, bắn chết con bự luôn ta, ghê ta. Ghê ba. Rồi. Ý. Hai con, mày hả bưởi? Mười hả bảy? Mày hả bưởi? Siêu kinh điển luôn rồi, con đó nữa nha. Thấy chưa? Anh Đăng. Thấy con đó chưa? Con cái cành ở núi. Đâu? Còn cái cành này em vừa bắn bay lên bờ. Rồi, hai con. Ba con. Lê Văn Đạt nè, rồi chết rồi. Chào bé. Nghe sống mà. Ê, con này bự nè. Con này kinh điển luôn này. Rồi, lùm đi. Rồi, ok. Nè. Đó, anh Đăng, con em, anh Cường, con em mới bắn vậy. Từ anh Đăng, từ, em bắt con này. Trời ơi. Ôi. Đây em chỉ cho ba con. Ê, anh Đăng lụm này trước nè. Bên đây anh Đăng ơi. Đó một con nha. Bên kia bên trái bên. Đó một con. Hả? Một con. Rồi đây con nữa. Trong cái lỗ máu của con nữa. Móc cái có không? Lỗ máu trên đây nè. Qua đây. Con trong lỗ máu chết rồi. Em. Chui lỗ khỏi thích.
Khứ Hưng, từ từ Hưng ơi, làm động nó chạy hết á. Ơi, bình tĩnh em ơi. Cái đằng cho cái quả đang đằng á. Tuyệt vời. Bốn năm con. Đây là những con cá bóng sao. Hàng Bugo. Ok ok anh. Ok. Đây. Nhiều quá trời luôn ha. Kinh điển luôn. Trời ơi. Chúng tôi gọi đó là chất đấy. Ủa bãi trên kia không chơi nữa hả? Em nói là to mà không tin. Rồi chết. Hưng Anh Long rồi. Đó đúng không? Cái đầu đúng không? Rồi. Hay quá. Hay quá. Coi nó lỗi anh đằng, nó có cái lỗi dưới á. Chụp liền. Rồi anh em mình giờ thiền trả luôn. Alo. To ha. Ôi Hugo Thường ơi. Con nào? Ờ con to kìa, con to kìa Hứng. Hay quá. Ui. Thấy chúng rồi, máu rồi, máu rồi, máu rồi. Rồi chết luôn rồi. Tự anh ăn ơi. Đây 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 còn anh Tâm. Tâm, còn có một con. Con ấy con Hưng mặt chung máu rồi. Rồi rồi rồi, lên nhặt được rồi anh Đằng ơi. Anh Đằng xuống nó chạy hết à. Nó bắn xong mới lụm được. Ôi con vừa giờ nhìn nhỏ mà tưởng to, nhặt lên to. Ừ. Con em nữa. Tới năm con mới đỏ không á. Nó con lật bụng đó. Hay quá. Im. Hay quá Đằng ơi. Này có cái quần tiền quá à. Ôi con nó bự á. Rồi ngay đuôi. Rồi. Ui, Đằng ơi con lượm hai con này nó chạy anh Đằng ơi. Qua đây qua đây. Cái con ăn bắn thêm viên nữa đi. Đây con này bự này. Ồ, oh, ấy lật luôn rồi. Ngay đó luôn rồi. Nhớ ba chỗ nha. Ê chưa chưa chưa. Còn xíu. Đó cái đầu con móc đó. Trời ơi, siêu kinh điển luôn á. 2 kg chưa? Chắc được 2 kg rồi. Hả? À, chưa tới đúng không? Mấy mém. Kí rưỡi. Ui, chắc được kí rưỡi. Thôi, đi đây.